Thưa quý vị, trong bài đăng trên tờ Study Times Trung Quốc hôm 15 tháng 5, tướng Uông Hải Giang cho biết Trung Quốc cần tích hợp tốt hơn các lực lượng chiến lược và chuẩn bị đầy đủ cho các cuộc đấu tranh quân sự, khi nước này tiếp tục đối mặt với sự đàn áp và ngăn chặn đến từ các quốc gia phương Tây. Điều đó có thể khiến leo thang căng thẳng bất cứ lúc nào. Tướng Uông Hải Giang, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây của quân đội Trung Quốc, cung cấp cái nhìn của giới lãnh đạo quân đội Trung Quốc về xung đột ở Ukraine và cách thức quân đội Trung Quốc có thể chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai. Theo ông Uông Hải Giang, xung đột ở Ukraine cho thấy các cuộc chiến tranh hiện nay không chỉ được tiến hành trên chiến trường truyền thống mà còn ở các khu vực khác. Ông cho rằng chiến tranh hiện đại đã trở thành một cuộc cạnh tranh về sức mạnh tổng thể của quốc gia. Ông Uông Hải Giang cho hay, kể từ khi khủng hoảng Ukraine nổ ra, một hình thức chiến tranh hỗn hợp mới đã xuất hiện. Các cuộc đối đầu quân sự đã trở nên đan xen với các trận chiến trong các lĩnh vực chính trị, tài chính, công nghệ, không gian mạng. Ông Giang nhấn mạnh, xung đột quân sự mở rộng từ các khu vực thông thường đến phi truyền thống. Chiến tranh hiện đại đã trở thành cuộc đọ sức tổng thể về sức mạnh toàn diện của quốc gia, khả năng tiến hành chiến tranh và sức mạnh quân sự của các quốc gia liên quan. Vị tướng của quân đội Trung Quốc cũng cảnh báo về những rủi ro quân sự mà Trung Quốc phải đối mặt khi căng thẳng địa chính trị gia tăng. Hiện tại và trong tương lai, xung đột cục bộ đã trở nên thường xuyên, sự đàn áp và ngăn chặn từ bên ngoài mà Trung Quốc đang phải đối mặt có thể leo thang bất cứ lúc nào, ông Uông Hải Giang nêu. Ông nói rằng Trung Quốc cần củng cố và cải thiện tốt hơn hệ thống chiến lược quốc gia tổng hợp và các năng lực. Để chống lại áp lực từ bên ngoài, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Tây cho biết Trung Quốc phải đẩy nhanh việc hợp nhất các lực lượng chiến lược trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, đồng thời xây dựng sức mạnh quốc gia tổng thể. Ngoài ra, ông Uông Hải Giang cho biết quân đội Trung Quốc cần cảnh giác về môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ông kêu gọi quân đội Trung Quốc theo sát sự phát triển của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và hàng không vũ trụ, tận dụng tối đa các công nghệ tiên tiến để cải thiện sức mạnh chiến đấu. Tướng Uông Hải Giang đề nghị tăng cường huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng không gian mạng và hàng không vũ trụ, đồng thời tăng cường ứng dụng các công nghệ, thiết bị và chiến thuật mới. Ông cho biết quân đội Trung Quốc có thể phô trương sức mạnh quân sự thông qua việc sử dụng các lực lượng răn đe bằng cách tiến hành các cuộc tập trận quân sự và tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, thông báo từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, từ ngày 15 tháng 5, cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga là ông Lý Huy bắt đầu nhận nhiệm vụ làm đặc phái viên về vấn đề Á-Âu, lên đường đến các nước Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga nhằm tìm ra giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh rằng chuyến đi của ông Lý Huy là minh chứng cho những nỗ lực của Trung Quốc để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và thể hiện đầy đủ cam kết vững chắc của Trung Quốc đối với hòa bình và Trung Quốc mong muốn ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa. Có thể thấy, thời gian gần đây, Trung Quốc có nhiều động thái can dự sâu hơn vào vấn đề xung đột Nga-Ukraine, vốn đã kéo dài hơn một năm với con số thương vong chạm mốc 300.000 người. Tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Nga gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và một trong những chủ đề bàn đến là xung đột ở Ukraine. Đến ngày 27 tháng 4, ông Tập có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kể từ khi xung đột nổ ra. Chính cuộc điện đàm này mở đường cho chuyến công du của đặc phái viên Lý Huy. Cũng trong cuộc điện đàm này, ông Zelensky cho biết ông muốn Trung Quốc không cung cấp vũ khí hoặc các công nghệ khác cho Nga và đã nhận được sự trấn an của ông Tập Cận Bình. Giới quan sát nhận định đây là bước chuyển biến tích cực của Trung Quốc, trực tiếp can dự vào quá trình hòa giải. Đây cũng được xem là một động thái nữa nhấn mạnh quá trình Trung Quốc nỗ lực làm trung gian hòa giải, giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn cầu, mà một kết quả nổi bật là việc làm hòa giữa Saudi Arabia và Iran gần đây. Đánh giá về bước đi của Trung Quốc, chuyên gia Ryan Haas thuộc Viện Chính sách Brookings Kinh Mỹ cho rằng Bắc Kinh muốn có tiếng nói trong việc xây dựng lại cấu trúc an ninh châu Âu trong tương lai. Cụ thể, theo ông, Bắc Kinh muốn được coi là nhân tố quan trọng đối với quá trình tái thiết của Ukraine và là nhân tố chủ chốt trong quá trình phục hồi rộng lớn hơn của châu Âu sau cuộc xung đột, theo đài CNBC. Ngoài ra, với việc tham gia hòa giải Nga-Ukraine, Trung Quốc có thể siết chặt hơn nữa quan hệ với Nga. Giáo sư Chen Chen thuộc Đại học Albany của Mỹ nhận xét. Thêm nữa, Trung Quốc có thể thu hút được các nước đang phát triển ở Mỹ Latin, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương. Đây là những nước phần đông không đứng về phía nào trong cuộc xung đột,
cũng như một số quốc gia châu Âu không muốn chứng kiến một cuộc chiến kéo dài. Bà Cheng cho hay, để nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia này, Trung Quốc muốn đánh bóng hình ảnh của mình với tư cách là một nhà kiến tạo hòa bình, trái ngược với cách tiếp cận đổ thêm dầu vào lửa của Mỹ. Dù vậy, với xung đột Nga-Ukraine, giới quan sát không kỳ vọng nhiều rằng Trung Quốc có thể đưa được Nga và Ukraine vào bàn đàm phán. Lý do, căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước phương Tây vẫn rất cao và phương Tây vẫn chưa có đủ niềm tin về sự trung lập của Trung Quốc trong vấn đề này. Hiện quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây, vốn là bên ủng hộ chính cho Ukraine, đang rất căng thẳng. Ngoài Mỹ, Đức từng là một trong những đối tác đáng tin cậy nhất của Trung Quốc ở châu Âu, nhiều mối quan hệ thương mại bền chặt giữa hai nước cũng đánh giá Trung Quốc là đối thủ. Tuần trước, chính Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rằng mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc được mô tả chính xác là ba mặt, là đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ có hệ thống, dù sự cạnh tranh chắc chắn đã gia tăng mà phía Trung Quốc là bên gây ra trước. An ninh khu vực cũng là một vấn đề gây mất lòng tin giữa hai bên. Phương Tây lưu ý đến việc quân đội Trung Quốc không ngừng xây dựng các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo, cải tạo trái phép ở Biển Đông nhằm củng cố yêu sách chủ quyền đường chín đoạn phi pháp của mình. Phần Trung Quốc, truyền thông nước này nhiều lần đặt vấn đề chủ quyền làm trọng tâm trong cuộc cạnh tranh với Mỹ, nhiều lần ám chỉ Mỹ đứng trên luật pháp. Bên cạnh đó, nhiều diễn biến cho thấy phương Tây chưa đủ tin tưởng về độ trung lập của Trung Quốc trong xung đột Nga-Ukraine. Trao đổi với đài NBC, giáo sư Ivan Medorot thuộc Đại học Georgetown, Mỹ nhấn mạnh, về công khai, Trung Quốc vẫn kêu gọi các bên kiềm chế, tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng cũng chỉ trích Mỹ và phương Tây can thiệp và đẩy tình hình đi quá xa. Thêm nữa, nội dung một số báo cáo tình báo Mỹ bị lộ gần đây chỉ ra Trung Quốc đã đồng ý gửi viện trợ cho Nga trường hợp Ukraine mở chiến dịch phản công lớn. Ngày 21 tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lư Sa Giã đã có phát biểu gây tranh cãi rằng các quốc gia từng thuộc Liên Xô như Ukraine không có địa vị thực tế trong luật pháp quốc tế vì không có thỏa thuận quốc tế nào cụ thể hóa tư cách chủ quyền của những quốc gia này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã nhanh chóng bác bỏ nhận xét của đại sứ này và ra thông báo trấn an rằng Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng và công nhận chủ quyền của các nước từng thuộc Liên Xô. Tuy nhiên, phát ngôn này vẫn bị phương Tây chỉ trích. Ngoài ra, giáo sư Medeiros cho rằng một điểm vướng là phương Tây tin rằng Trung Quốc đang có tham vọng quyền lực lớn. Theo ông, chưa cần nói đến Trung Quốc thực sự muốn trung lập hay đang ủng hộ phe nào trong cuộc xung đột. Mọi nỗ lực nhằm làm trung gian hòa bình của Bắc Kinh sẽ cần phải vượt qua các quan điểm tin rằng nước này đang ngày càng tăng cường sử dụng các biện pháp tiêu cực để mở rộng ảnh hưởng và bảo vệ lợi ích quốc gia. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 5, theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Đức cho biết, có lẽ vẫn còn hai đồn cảnh sát mật của Trung Quốc đang hoạt động trong lãnh thổ của Đức. Các bộ trưởng Đức cho biết, trước đó vào tháng 11 năm 2022, Berlin đã kêu gọi Bắc Kinh đóng các đồn cảnh sát mật của Trung Quốc ở lãnh thổ Đức. Đến tháng 2 năm 2023, mặc dù Trung Quốc đã đảm bảo họ ngừng các hoạt động cảnh sát ngoài lãnh thổ, nhưng cơ quan an ninh Đức vẫn nghi ngờ có hai đồn cảnh sát mật của Trung Quốc trong nước. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết, Berlin vẫn đang đàm phán với Bắc Kinh để giải quyết vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ thì cho rằng các đồn cảnh sát mật được đề cập không phải là văn phòng cố định mà là các cơ sở di động, mà tại đó các công dân Trung Quốc tại nước ngoài sẽ thay mặt cho Bắc Kinh thực hiện các nhiệm vụ chính thức. Mặc dù đã liên lạc qua email, nhưng Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin đã không trả lời ngay các bình luận về thông tin trên. Hiện Đức đang đánh giá lại quan hệ song phương với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng cảnh giác với tư cách là đối thủ chiến lược, ngay cả khi nước này vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Berlin. Thưa quý vị, trong một bài phỏng vấn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói, Nga trên thực tế đã bắt đầu một hình thức chư hầu hóa với Trung Quốc và đã mất quyền tiếp cận vùng Baltic, vốn rất quan trọng đối với Moscow. Giới chức Nga đã lập tức chỉ trích bình luận của nhà lãnh đạo Pháp rằng Moscow đang trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc, nói rằng phương Tây nên làm quen với một thế giới mà quan hệ Nga-Trung trở nên chặt chẽ. Nga đưa ra phản ứng sau bài phỏng vấn của Tổng thống Macron với tờ Le Parisien Pháp. Theo đó, nhà lãnh đạo Pháp nói, Nga trên thực tế đã bắt đầu một hình thức chư hầu hóa với Trung Quốc và đã mất quyền tiếp cận vùng Baltic, vốn rất quan trọng với Moscow. Theo ông, Macron cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và cho rằng Moscow đã thua về mặt địa chính trị trong cuộc xung đột này. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quan hệ Nga-Trung có bản chất là quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và không có bất kỳ sự phụ thuộc nào. Ông nói thêm rằng Moscow coi phát ngôn của ông Macron là hoàn toàn không chính xác
Và đó dường như là bằng chứng cho một quan niệm hoàn toàn sai lầm về những gì đang thực sự diễn ra. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng Paris đã trở nên bận tâm với mối quan hệ Nga-Trung và những thay đổi trong trật tự thế giới. Trong tuyên bố vào ngày 15 tháng 5 của Bộ Ngoại giao Nga, ông Grushko viết, phương Tây nhìn chung có vẻ lo sợ về việc hình thành một hệ thống quan hệ quốc tế đa phương thực sự, một hệ thống bao gồm một số trung tâm độc lập riêng biệt, đặc biệt là Nga và Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang phát triển, không thể tránh khỏi việc Tổng thống Macron cùng với các nhà lãnh đạo khác ở phương Tây sẽ phải chấp nhận thực tế về mối quan hệ mạnh mẽ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa Moscow và Bắc Kinh.